để mà tạo điều kiện hai bên cùng làm ăn kinh tế phát triển đất nước của cả hai nước, của nhân dân hai nước. Chúng ta thân thiện nhưng cũng luôn luôn cảnh giác để đề phòng những cái trường hợp bất chắc xảy ra thôi. Xin kính chào quý vị và các bạn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì WinWin Việt Nam có mặt tại thành phố Lào Cai và mời quý vị và các bạn cùng theo dấu chân người chiến sĩ. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu những chiến sĩ kiên cường của tiểu đoàn kiên cường trong cuộc chiến vùng biên tháng 2 năm 1979. Xin chào anh. Và trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì Hải Yến rất muốn anh chia sẻ câu chuyện của mình, một người chiến sĩ thực sự, một người con của Lào Cai trên cái vùng biên cương này, kể về những tháng năm súng nổ. Xin báo cáo chị, tôi là Đặng Ngọc Thái. Vào tháng 17 tháng 2 năm 1979, tôi là chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 5 kiên cường của thị xã Lào Cai. Đơn vị chúng tôi thì được đóng trên cái phạm vi của cái giải phòng ngự là từ 400 đến pháo đài để làm trong cái khu vực của thị xã Lào Cai. Thế và trong cái thời gian của cái chiến xảy ra chiến sự năm 1979 thì tôi là chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn bộ. Thì vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì được lệnh là nghe báo của đài quan sát của tiểu đoàn báo về với ban chỉ huy tiểu đoàn là địch đã tiến hành đấy là tấn công vào cái giải phòng ngự của tiểu đoàn. Trên cơ sở đó thì tiểu đoàn ra lệnh cho tất cả các đại đội là vào vị trí và chiến đấu. Và đối với bản thân tôi thì lúc bấy giờ cùng như nhiều các đồng đội của tôi thì với cái tuổi 18, 19 thì trong cái lần mà cái tham gia và trong cái cuộc chiến thì xin báo cáo chị lúc bây giờ thì chúng tôi thì còn trẻ chưa biết thế nào là cái tiếng súng, thế còn chỉ được nghe kể lại là cái chiến tranh bảo vệ cái chiến tranh giải phóng miền Nam thì có nhiều các trận chiến khốc liệt, là chúng tôi cũng không được biết những cái việc là giữa cái tiếng súng tiếng pháo, mà sau khi thì cái chiến sự xảy ra của năm 1979 thì chúng tôi mới thấy rõ rằng là cái việc mà cái chúng tôi là những người lính mà chúng tôi phải đứng trước cái hòn tên mũi đạn thì nó có bao nhiêu những cái điều mà chúng tôi thì thực sự mà có chị là lúc bây giờ thì không được tưởng rồi đấy, bởi vì là chưa nghe tiếng súng bao giờ, chưa nghe tiếng pháo bao giờ. Thế và cái sự sống với cái chết thì nó tranh chấp thì nó thì chỉ một cái gang tấc thôi. Nên cái việc đó thì chúng tôi những người lính thì với cái trách nhiệm của mình là phải cầm súng bảo vệ tổ quốc thì chúng tôi thì cùng với toàn thể là đơn vị về cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn thế và đã thực hiện là cái thời gian chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong 4 ngày là từ ngày 17 đến là ngày 20 đến sáng ngày 20 năm tháng 2 thì chúng tôi là vì cái điều kiện là cái tiếp tế của đơn vị và cũng như là của hậu phương phía dưới và với cái sự là cái đối với lại là cái địch thì nó tấn công rất là mãnh liệt, và cái thứ hai nữa là với lực lượng thì nó tương quan lực lượng thì chúng tôi có một tiểu đoàn, thế mà trên cơ sở đó thì đương đầu với cả một sư đoàn thì trong cái giải phòng tuyến ấy nó chỉ có 3 km, thì cái việc đó là với đơn vị thì không thể đứng vững trong cái khoảng thời gian dài. Nên là được lệnh của cấp trên thì đến sáng ngày 20 thì đơn vị chúng tôi là rút khỏi là vị trí là cái phòng ngự lấy về rút về tiền sau. Anh vừa chia sẻ là 4 giờ sáng thì nhận được lệnh từ tiểu đoàn à? 4 giờ sáng thì lệnh được nhận được cái lệnh của từ đài quan sát báo về đài quan sát tiểu đoàn. Vâng. Cái đài quan sát của mình đặt ở đâu anh Thái có biết không? Cái đài quan sát của tiểu đoàn lúc bây giờ ấy thì của cái với sân bóng của cái đại đội 3. Đại đội 3. Thế mà chúng trên cái sân bóng của đại đội 3 chính là cái mũi tấn công chủ yếu đấy là của địch. Đấy trên cái đài cái phòng ngự của tiểu đoàn chúng tôi, của đơn vị chúng tôi. Vâng. Trước khi mà mình nhận được cái thông báo của đài quan sát ấy thì mình có nghe như kiểu thông thường á, trước khi địch tấn công thì nó sẽ có cái động tác là nó bắn pháo sang, bắn pháo chế áp
thì ở mình có cái hiện tượng ấy không anh Thái? Sau khoảng 4 giờ ấy, thì nghe được cái thông tin của cái chỗ đài quan sát báo về, thì cái hướng của 24, cái hướng của 192 thì địch đã bắt đầu tấn công. Tức là địch đã dùng pháo. Đấy, đã dùng pháo. Lúc bây giờ ấy, thì chỉ có báo về, kể cả là bên chỗ ban chỉ huy là của thị đội lúc bây giờ ấy, thì cũng lệnh báo về là cho tiểu đoàn ấy, thì bắt đầu địch tấn công bằng hỏa lực. Đấy, là cái chế áp ở khu vực 254 cũng như là 192. Thế còn cái lực lượng bộ binh thì cái đấy là chưa phát hiện là địch vào áp sát vào cái giải từ chiến phòng luôn. Bây giờ mà nhớ về cái tháng 2 năm 79 thì cái điều gì anh Thái muốn chia sẻ nhất? Cái nếu nhìn về mà cái chiến cục của cái tháng 2 năm 79 thì lúc bây giờ thì chúng tôi là những người thanh niên vừa mới rời cái nhà trường. Đấy, hoặc là với lại là có những người thì đã tham gia với công nhân của nhà nước. Thế nhưng mà có điều chúng tôi thực sự bất ngờ. Đấy là cái việc là cái xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc với Việt Nam. Thế và chúng tôi là những người dân của những con em của người của thị xã Lào Cai. Thế và đã có thời gian dài chung sống hòa bình với lại là cái bên Trung Quốc, trực tiếp là đối diện với Hà Khẩu. Thế nhưng mà không ngờ cái chiến tranh và không ngờ là đến tháng 2 năm 79 thì là Trung Quốc là đã tiến hành cái xâm lược và cái đất nước chúng ta, mà trực tiếp đấy là đưa quân đánh vào cái thị xã Lào Cai và quê hương của chúng tôi. Trước khi chiến tranh xảy ra ấy, thì cái quan hệ giữa hai bên nhân dân ở cái vùng biên này thế nào anh? Trước khi xảy ra thì cái thời gian này các chị biết rồi là cái việc của cái người Hoa thì gần đấy xảy ra từ trước của những năm 77, cuối năm 77 và cái thời gian cao điểm thì bắt đầu đó từ cái tháng 5 năm 78 và tháng 5 78 thì lúc bây giờ là cái việc mà giữa cái bài xích với việc là Trung Quốc cho cái việc của Việt Nam là cái bài xích của cái người Hoa. Thì về trên cơ sở đó thì cái cửa khẩu Lào Cai thì là một trong những là cái tuyến đường đấy là giao thông giữa là Lào Cai đấy hay là Việt Nam với Trung Quốc, nên cái việc đấy là cái tuyến đường sắt, cái trước đấy là đường nước Mỹ, nên cái việc là bà con người Hoa thì kể cả là trong miền Nam đấy miền Trung người ta cũng theo cái tuyến đường sắt này mà bên là nghe theo cái lời của đất nước họ thì người ta sẽ trở về nước đấy. Thì còn thời gian trước, những cái thời gian trước của những năm 76 trở lại trước thì xin báo cáo là với bà con dân thì giữa hai nơi thì như chúng tôi là người dân hay là chúng tôi thường theo bố theo mẹ tôi. Thế lúc bây giờ thì là làm nông nghiệp đấy, mà trực tiếp đấy là cái trồng là rau hoa quả thì thường xuyên được các em sang Trung Quốc đấy là bán ở Trung Quốc. Thế và cái việc giao thương đi lại giữa hai cái nước thì không có vấn đề gì cả, đấy rất là rất bình thường. Và kể cả là chúng tôi thì cũng là học và cũng chung sống cùng với lại bà con dân là người Hoa đấy ở xen kẽ chúng tôi là ở địa phương. Sau này sau khi chiến tranh xảy ra thì cái mối quan hệ có trở lại bình thường được không anh? Cái quan hệ trở lại bình thường thì cái việc đây là do cái sự tôi cũng lúc bây giờ thì báo cáo chị là cái năm 7 năm 88 89 thì lúc bây giờ thì với tôi thì lúc bây giờ là cũng là gần 30 tuổi rồi. Đấy thì cái việc đây thì báo cáo là do cái là cái quan hệ mà cũng như là cái đối sách giữa hai nhà nước, hai đảng, hai nhà nước đấy, thì cái việc đó thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nó được cái bình hóa trở lại. Thế và cái việc là cái thể hiện là như là cái mối quan hệ là giữa hai nước ấy, bằng là mở cái cửa khẩu cái hữu nghị của giữa Lào Cai và chỗ Việt Nam Trung Quốc đấy và Hà Khẩu. Anh Thái có nói là bất ngờ, như vậy là trước đây khi mà mình vào tiểu đội thì người ta không quán triệt rằng là tại sao lại phải thành lập một cái tiểu đoàn của địa phương à? Hay là vì tôi được biết là cái tiểu đoàn này là mới thành lập mà chứ cũng không phải là... Báo cáo với chị rằng là tiểu đoàn 5 kiên cường của tôi là tiểu đoàn của thị xã Lào Cai, là con đẻ của thị xã Lào Cai. Vâng. Việc đây thì chúng tôi thì gồm có tiểu đoàn thì có 4 đại đội. Vâng. Và cái việc này thì chúng tôi sau khi vào đơn vị thì được quán triệt. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà giữa nó xảy ra là cái mối quan hệ đấy là có cái bất bình giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cái việc đây là nó chỉ là một cái tôi cho là chúng tôi là vào cái đơn vị của là lực lượng vũ trang đấy là của thị xã lúc bây giờ là chỉ là cái mang có là cái phòng ngừa chứ không nghĩ rằng là cái việc là đã nó xảy ra chiến tranh bằng là cái việc là cái đối đầu trực tiếp đấy bằng quân sự.
Và như vậy là mình bất ngờ. Và người chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn trong 4 cái ngày đấy thì công việc cụ thể nó là cái gì anh? Sau khi cái năm 1979 thì tôi là cái chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn bộ, thì cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là cái bảo vệ ban chỉ huy tiểu đoàn. Đấy, và trực tiếp là các ông chí là cán bộ tiểu đoàn. À, và các ông chí với lại là chị như vậy. Thế và ngoài ra thì cái việc mà sau cái chiến đấu mà cũng như là chuẩn bị cho công tác là huấn luyện đấy, rồi là chuẩn bị chiến đấu, mà trong thời gian chiến đấu ấy, thì trực tiếp mà chạy các cái lệnh đến các cái đại đội. Thế và cái thêm nữa là ngược lại là thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ đấy là cái khu vực của tiểu đoàn bộ. Rồi, xin cảm ơn anh. Và như vậy là quý vị và các bạn vừa nghe cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là khi mà tiểu đoàn tham gia trực tiếp trong cuộc chiến ấy, thì công việc của tiểu đoàn bộ có lẽ là chiến đấu ấy, là nó sẽ không phải là cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của tiểu đoàn là chỉ huy chiến đấu. Cho nên người lính của tiểu đoàn bộ cái nhiệm vụ nó cũng tương tự như vậy. Và người chiến sĩ liên lạc thì mình nghe thì có thể là cả nhà cũng như tôi, qua rất là nhiều những cái hồi ký của các chiến sĩ, thì mình nghĩ rằng người liên lạc là giữ mối liên lạc chỗ này này đưa nơi kia, mang cái thông tin đi xuống dưới và mang cái thông tin dưới lên trên. Nhưng mà ở đây thì nhiệm vụ của đồng chí Thái liên lạc là bảo vệ cái sở chỉ huy của mình. Tôi nghĩ thế có đúng không anh? Dạ vâng. Và rất là cảm ơn anh. Xin chào Thủy. Dạ vâng, chào chị. Vâng, thời gian rồi, khỏe cho em. Dạ vâng em, thời gian rồi, sức khỏe tốt chị. À, dạ, cảm ơn em. À, cả nhà chắc là nhận ra người quen rồi. Vâng, đây là chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 5, Đỗ Minh Thủy. À, câu chuyện của Đỗ Minh Thủy thì chúng ta đã nghe rồi. Đó là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là rất sục sôi, trong một cái cuộc chiến cũng rất sục sôi. Và hôm nay thì tôi cũng rất là muốn biết xem là Đỗ Minh Thủy sẽ chia sẻ với chúng ta điều gì. Thưa chị, hôm nay đã là gần 50 năm của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Cái tuổi tác của những người chiến sĩ ngày xưa là tuổi 18 đôi mươi, nay đã trở lên thành những tuổi ông, tuổi cụ, tuổi trên 60 cả rồi. Thế nhưng mà những cái ấn tượng của một thời lính ngày ấy thì vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong trí nhớ của mỗi người lính chúng tôi. Vâng. Thế thì năm 1978, lúc đó chúng tôi là những học sinh tốt nghiệp phổ thông và đã thi vào các trường cao đẳng đại học, tưởng rằng là sẽ được đóng góp sức của mình về trí tuệ, tài năng của mình để xây dựng đất nước. Nhưng không ngờ rằng là đời mình thì thích hoa hồng, những kẻ thù lại buộc chúng ta phải cầm súng. Chúng tôi là những người học sinh ấy, nhưng mà đã phải gác lại tất cả những ước mơ và nguyện vọng và nghe tiếng theo tiếng gọi của Đảng, chấp hành luật nghĩa vụ quân sự và lệnh tổng động viên. Chúng tôi đã lên đường nhập ngũ, tuổi còn rất trẻ, non lớt 18-19. Thế nên vào cầm súng và ra biên cương chống kẻ thù. Những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm khó quên nhất của chúng tôi là những cái gian khổ trong cái từ chuyển đổi từ học sinh sang chế độ người lính thời chiến, rất là gian nan, rất là vất vả. Trong cái buổi trên thao trường lắng nửa rồi những xây dựng công sự rất là mệt mỏi. Đấy, nhưng mà với cái được sự giáo dục của Đảng và của đơn vị của thì chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của người lính đứng trước cái nguy cơ của đất nước bị xâm lăng, cho nên là chúng tôi cũng vượt qua tất cả những khó khăn đó. Rồi chiến tranh xảy ra là từ tháng 2 năm 19, 17 tháng 2 năm 1919 thì chính thức là cuộc chiến tranh đã diễn ra. Và chiến tranh thì lúc nào cũng là rất là ác liệt. Mỗi một người lính thì chúng ta có thể kể ra đây như một pho tiểu thuyết. Thế nhưng mà cái ấn tượng nó sâu lắng nhất là những cái lúc ác liệt nhất, gian khổ nhất. Thế thì tôi thấy rằng là trong chiến tranh ấy thì nó
nó để lại những cái kỷ niệm vô cùng sâu sắc, tại vì là giữa cái giáp danh giữa sự sống và cái chết, nhưng mà với tinh thần của người lính đã biết vượt qua để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, và đến cuối cùng là chúng quân đội, bản thân chúng tôi đóng góp vào cái nhiệm vụ chung của quân đội là đã bảo vệ trọn vẹn toàn bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đấy là cái tự hào của người lính. Đến ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy rất tự hào là mình đã làm tròn cái nhiệm vụ của người lính, làm tròn trách nhiệm của người công dân, của người lính để mà giữ yên cái biên cương bờ cõi của đất nước. Vâng, có thể thấy là Đỗ Minh Thủy rất là xúc động, và thưa cả nhà, trong những câu chuyện của chúng ta thì có nhiều bạn ấy thường nói rằng là anh này hay là chú này nói không hấp dẫn, không hay. Thì Hải Yến cũng xin nhắc lại, đây là những cựu chiến binh kể lại câu chuyện của họ, quãng đường mà họ trải qua, chứ không phải những nhà hùng biện hay là những nhà văn. Bởi thế mà những người theo dõi thì hãy bằng cái tâm của mình đi theo mạch truyện để đến với câu chuyện của người lính. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện. Tôi có rất là nhiều điều muốn tìm hiểu về những người chiến sĩ ở vùng biên, những người công dân gìn giữ chính mảnh đất của mình. Nhưng thật sự là khi đặt câu hỏi thì tôi cũng rất là ngại ngùng, bởi vì tôi sợ những người lính thích hoa hồng mà buộc phải cầm cây súng này sẽ bối rối trước cái ống kính của chúng ta. Rất mong được quý khán giả ủng hộ và không quá khe khắt với những người lính đã rời cây súng này. Như là Thủy chia sẻ rằng là mình rất là muốn được học tập để mình cống hiến xây dựng đất nước cũng như xây dựng cuộc đời mình. Nếu như bây giờ các cháu nó chỉ được nói, tức là cái việc học tập là để nó xây dựng tương lai cho nó, xây dựng cho chính nó, thì thời của chị em mình là cái chữ ta được coi rất trọng. Đó là khi học tập là để cống hiến xây dựng đất nước. Thì cho đến bây giờ đó vẫn là cái điều trong tâm khảm của mỗi người. Thì chị cũng muốn biết là trước khi vào bộ đội thì Thủy đang làm việc gì, học tập, lao động ở đâu? Dạ, tức là sau năm 1978, tháng 5 năm 78 chúng tôi là thi tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp phổ thông. Và đến tháng 8, sau khi mà đã đi về các trường để thi, dự thi các khóa thi của các trường cao đẳng của đại học, thì lúc đó tôi cũng là học sinh tốt nghiệp. Và về trường tôi thì rất là yếu biển, cho nên tôi thi vào ngành, tức là nguyện vọng của tôi là thi vào trường thủy hải sản Nha Trang. Đấy, cho nên là khi mà cái quyết định của các trường đại học cao đẳng chưa về thì chúng tôi đã chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Đúng rồi. Thì chúng tôi là tức là trong cái chọn lựa là mình đã chọn lựa là thực hiện cái nghĩa vụ quân sự. Vâng. Không, cái đó là lúc đó là lựa chọn, thì là cái luật lúc đó là sau khi họ tốt nghiệp và thi thì anh đã đủ điều kiện vào quân đội thì anh sẽ đi bộ đội trước. Còn những trường hợp nào không đủ điều kiện thì sẽ đi đại học. Còn nếu mà đi bộ đội này thì người ta sẽ bảo lưu kết quả đó. Thì sau này anh hoàn thành nhiệm vụ thì quay tiếp tục về trường đó học tập. Thế sau này thì Thủy có quay lại trường không? Thì báo cáo chị là tôi lại đi theo con đường là sau khi mà được đơn vị, sau một năm công tác ở đơn vị tiểu đoàn 5, tôi được cử đi học trường sĩ quan quân đội. Đấy, cho nên là theo binh nghiệp trong vòng hơn 9 năm, gần 10 năm. Thì đấy. Như vậy là sau đó sẽ sang vị xuyên. Vâng, tức là sau khi chúng tôi học tốt nghiệp ra thì được biên chế vào cái trung đoàn 821 của quân khu 2. Và cái trung đoàn này làm nhiệm vụ dọc theo tuyến từ Lào Cai sang đến Hà Giang, mà chủ yếu là hoạt động ở vùng Hà Giang. Vâng, câu chuyện cũng dài và tương đối là thú vị. Nhưng mà chủ đề của
Hà Giang, Vị Xuyên thì lại là một chủ đề khác. Như vậy là người chiến sĩ của chúng ta đã không thực hiện được ước mơ của mình, rất yêu biển, nhưng đến bây giờ tôi lên rừng thì thấy anh vẫn đang ở đây. Và không phải riêng Đỗ Minh Thủy mà có rất nhiều những chiến sĩ, rất nhiều những thanh niên của chúng ta đã phải gác hoài bão ước mơ của mình lại để đặt cái nhiệm vụ đối với đất nước, đối với nhân dân lên trên hết. Và đôi khi họ, không phải đôi khi mà rất nhiều người trong số đó đã không bao giờ được thực hiện cái ước mơ của mình vì lý do này hay lý do khác, mà trong đó có một lý do rất nhiều người đã trở thành liệt sĩ. Tới ngày 30 tháng 4, cả nước ăn mừng nghỉ lễ và chúng ta đi du lịch hưởng một cái dịp lễ dài ngày, nhưng không bao giờ quên được những hy sinh xương máu của lớp cha ông mình. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi mạch câu chuyện của các chiến sĩ tiểu đoàn 5 kiên cường. Tôi được biết Đỗ Minh Thủy là một người rất dũng cảm, là một người chiến đấu mà tôi nghĩ rằng có thể nói sự may mắn đã khiến cho anh Thủy quay trở lại được, mà không mà đến hôm nay chúng ta vẫn gặp được Đỗ Minh Thủy. Thì cho chị hỏi, trong lúc chiến đấu mà dùng một cái từ, chị không biết dùng một cái từ như thế nào, có thể nói là em quên mình trong cái chiến đấu, có một lúc nào giữa hai cái cao điểm đánh nhau, sau đó rồi một cái khoảng lặng, rồi lại đánh nhau, trong cái khoảng lặng đấy thì cái tâm trạng của em như nào, có sợ hãi không, có suy nghĩ không, có toan tính không? Vâng, chiến tranh thì đã nói đến chiến tranh thì nó vô cùng khốc liệt, tức là nó giáp mặt giữa cái sống và cái chết. Mà thực ra thì bản thân tôi đã giáp mặt với cái cận kề với cái chết rất là gần rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì nó là bản chất của người lính, và nó là cái bản năng tự vệ. Cho nên là cái sợ hãi và cái nó quên đi để mà tập trung vào để mà làm sao mà chiến thắng được kẻ thù mà bảo vệ được chính mình. Đấy là trong cái cuộc chiến tranh thì nó thường xảy ra những tình huống như thế. Thế thì những lúc, những kỷ niệm mà những trận đánh nó gần gũi nhất, mà giáp lá cà gần nhất là ở trên cái sân bóng của C3 ấy, là lúc đó ấy thì phát hiện địch chỉ cách chúng tôi có mười mấy mét thôi. Mà thậm chí đến sau này lần thứ hai là địch còn bò từ phía sau lại cách chúng tôi có 2 mét chúng tôi mới phát hiện ra địch. Thế thì cái sống và cái chết nó quá gần gũi nhau rồi. Thế nhưng mà theo cái bản năng, và cũng là một cái tự vệ của bản thân, làm sao mà lúc đó quên hết sợ hãi và chỉ tập trung vào một cái tinh thần là làm sao để mà đánh được địch và bảo vệ được mình. Thế cái đó là cái mà kỷ niệm rất sâu sắc trong cái cuộc đời lính của tôi. Thế thì kể chuyện ra một cái câu chuyện thì nó rất là dài, thời gian chắc là không nhiều, nhưng mà tôi nói là anh em chiến sĩ đã từng trải qua bộ đội trong chiến đấu thì chắc nhiều người cũng vào cái tình huống như tôi thôi, tức là cái chết và cái sống nó lúc đó không có cái tư tưởng để mà đấu tranh cái sống cái chết nữa, suy tính nữa. Một, để mà lựa chọn thì chỉ có cách là đảo ngũ và chạy về phía sau mới an toàn. Chứ còn khi mà đã là thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta phải gạt qua cái lỗi sợ chết đó mà để mà tính toán để làm sao đánh được kẻ thù, chiến thắng được kẻ thù, bảo vệ được bản thân và bảo vệ được nhiệm vụ, thực hiện được nhiệm vụ. Vâng, có lẽ là phải trải qua thì mới biết được. Chứ còn như tôi nghĩ là chắc tôi sợ lắm. Có khi việc đầu tiên ấy, chạy cái đã. Tôi nghĩ là như thế, cho nên là thực sự là phải trải qua. Và cũng chẳng biết đâu được, lúc đấy tôi lại rất dũng cảm, nhỉ, đúng không? Dạ vâng. Chứ trước khi mà trực tiếp mình tham chiến, rồi thậm chí là phải cận chiến như thế, thì trước đấy
trong lúc anh em còn thanh bình ấy, trong lúc đang ở thanh bình, anh em chuyện trò với nhau, nghe những câu chuyện kể về các cuộc chiến đấu của cha anh mình, thì có bao giờ em nghĩ là mình sẽ rất là sợ không, hay là mình sẽ rất là dũng cảm không? Nếu mà chỉ nghe qua kể chuyện rồi đọc xem phim hoặc là xem báo, sách báo ấy, thì thực ra là mình cũng mường tượng ra, mình cũng ước ao trở thành những người anh hùng như các tác phẩm văn học đã xây dựng lên ấy. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng, bởi vì người lính ra trận ấy thì chẳng ai người ta nghĩ là tôi đi chuyến này để phấn đấu trở thành anh hùng cả. Nhưng thực ra là đến lúc mà rơi vào một cái tình thế ấy, thì cái bản thân là mình thông minh sáng tạo, biết vượt qua khó khăn và khắc phục mọi cái điều, các cái yếu điểm để mà làm sao hoàn thành được cái nhiệm vụ. Và tóm lại là phải bằng mọi trí tuệ của mình là làm sao để đánh được địch, bảo vệ được mình và hoàn thành được nhiệm vụ. Đó là cái mấu chốt nhất của người lính. Thế còn không ai có người lính nào bảo tôi đi bộ đội để mà phấn đấu trở thành anh hùng hay là để mà phấn đấu để nhận huy chương hay huân chương cả. Nhưng mà cuộc chiến nó diễn ra là phải như thế. Trong cuộc chiến đấy thì em có được phần thưởng gì không? Thưa chị, là trong cả quá trình ở cái đơn vị tiểu đoàn 5 thì tôi có được tặng thưởng một huy chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc và một huân chương chiến công hạng 3. Huân chương chiến công là chị nghĩ là to đấy. Dạ vâng, thì tất nhiên là cũng chứ không phải ai cũng được đâu. Dạ vâng, thì cái đó là do những cái thành tích của mình đã lập được và được anh em chiến sĩ người ta bình bầu và được cấp trên phê duyệt thì mới được, chứ không phải là đơn giản mà cứ phải đại trà đúng không? Vâng, rất là cảm ơn em. Chúc em, thì chị có nghe nói là hình như là bây giờ em cũng làm kinh tế rất tốt thì phải. Thưa chị, cũng tốt so với ở góc độ nhỏ trong một cái thôn, cái xóm thôi. Chứ còn trong ra mà xã hội bây giờ thì nó rất là như một cái hạt cát, hạt bụi so với xã hội, thưa chị ạ. Bình thường, rất bình thường. Thế như mọi anh em chiến sĩ, cựu chiến binh ở đơn vị đây thưa ạ. Thế là rất là tốt rồi đấy. Vâng. Cho chị hỏi một câu cuối cùng. Dạ vâng. Ngày xưa đánh nhau như thế, bây giờ mình ở vùng biên thì mình dứt khoát là chị tin tưởng rằng là dứt khoát bà con phải làm ăn qua lại với nhau. Mà nếu mà không làm ăn thì cũng phải quan hệ, tức là cũng có qua lại. Thì trong lòng em có bao giờ mà nghĩ rằng là kiểu tức là còn lại cái sự thù hận của cái cuộc chiến tranh? Câu hỏi này của chị lớn quá, nhưng mà em cứ trả lời theo góc độ rất nhỏ, theo suy nghĩ của em thôi. Thì cái vấn đề là cuộc chiến tranh mà xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, nó cái bản chất mà để phân tích sâu xa rất là lớn, mang tầm cỡ quốc gia. Em không có ý kiến gì trong lĩnh vực này, nhưng nói ở cái góc độ cá nhân là người dân ở vùng biên thì thực ra là kẻ thù thì rồi cũng sẽ nó phải đi vào lãng quên, và chúng ta xây dựng bạn bè để mà tạo điều kiện hai bên cùng làm ăn kinh tế phát triển đất nước của cả hai nước, của nhân dân hai nước. Thế thì bản thân tôi ấy thì cũng không còn cái ấn tượng là thù hằn hay là như này. Thực ra tôi vẫn sang Trung Quốc chơi, vẫn có bạn bè người Trung Quốc, và ngược lại thì Trung Quốc cũng sang đây thì người ta cũng như là người dân, người ta cũng rất là thân thiện và hòa bình. Nhưng còn về vấn đề về mặt ý thức thì nói chung là mình cũng chỉ là một công dân, thì ý thức được lúc nào cũng nghe tức là sự tuyên truyền và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là chúng ta thân thiện nhưng cũng luôn luôn cảnh giác để đề phòng những cái trường hợp bất chắc xảy ra thôi. Chứ còn tôi thì không có cái ấn tượng gì là thù hằn với Trung Quốc cả. Vâng, quý vị và các bạn có thể nghe một chia sẻ rất là thật và cũng rất đáng tự hào của một người dân vùng biên. Hai bên cùng phát triển và thân thiện nhưng mà cũng vẫn rất cảnh giác. Đó, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta có thể yên tâm một vùng biên yên tĩnh rồi.
Chị cảm ơn em. Dạ vì vâng. Muốn hỏi nữa nhưng chót lỡ nói câu cuối cùng rồi nên đành phải thôi. Dạ vâng, chào chị.